Annabelle. Em mong chờ giây phút này lâu lắm rồi đúng không? Ước gì anh là bạn học của em. Chi vậy? Thì để được làm mối tình đầu của em chứ còn làm gì nữa. Hả? Anh đùa thôi. Ai đừng ngốc. Giờ này còn giỡn nữa hả? Lãng em này. Annabelle này. Dù thế nào đi nữa anh cũng luôn mang em hạnh phúc. Hạ Linh à, cảm ơn em vì tất cả. Nam Phong à, em mới là người phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Cảm ơn anh vì đã luôn bên em những lúc em khó khăn nhất. Một, hai, ba.